Vâng, quay trở lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. Ngay sau đây sẽ là một câu hỏi đến từ tổng đài 1900 6145 mà chúng tôi vừa nhận được. Xin được chào khán giả, xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho các vị chuyên gia tại trường quay. Alo ạ. Vâng, chúng tôi đã nghe được tín hiệu của khán giả và cũng thấy rằng là hình như là khán giả đang bật tivi ở bên phía bên đấy, thì xin mời khán giả đứng xa các thiết bị thu hình hoặc là có thể tạm thời tắt tivi để chúng tôi có thể tiếp nhận tín hiệu từ khán giả một cách dễ dàng hơn ạ. Xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi ạ. Vâng, xin mời khán giả đặt câu hỏi đi ạ. Lợn bao nhiêu cân rồi chị? Lợn bao nhiêu cân rồi? À, tạ ba rồi chị. Thế về trường hợp đấy thì theo chúng tôi là rất có thể là bị viêm phổi màng phổi nhá. Bị viêm phổi màng phổi, mà trong trường hợp mà viêm phổi màng phổi đây có thể là do kế phát của cái tai xanh đấy. Vì vậy mà trong trường hợp này là chị phải xử lý cái môi trường chăn nuôi rất tốt. Nếu mà còn nuôi với số lượng nhiều thì chị phải tách cái con lợn đó ra. Và khi mà sau khi tách con lợn đó ra thì chị phải dùng cái thuốc sát trùng, chị phun vào cái chuồng nuôi, vào cái ô chuồng nuôi mà hẵn còn những con lợn khỏe đấy nha. Và cứ mỗi một ngày một lần, mỗi một ngày một lần để diệt đi mầm bệnh và hạn chế cái hiện tượng lây lan. Thế và hàng ngày chăm sóc ấy, thì là phải chăm sóc cái đàn lợn khỏe trước, rồi sau đó mới chăm sóc cái con lợn ốm. Và sau khi mà chăm sóc con lợn ốm xong thì phải xử lý cái bảo hộ lao động, ví dụ như là bỏ găng tay đi hoặc là ủng là phải là rửa, rồi sau đó là tẩy rửa và sát trùng vân vân. À, thì nó mới hạn chế được cái hiện tượng lây lan. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà chị cần lưu ý. Và bước thứ hai là chị sử dụng một số các cái loại thuốc sau đây. Thứ nhất là thuốc mà trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng như chị dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine, chị tiêm cho lợn ngày 2 lần, thế này nâng cao sức đề kháng và trợ sức trợ lực lên. Thế đấy là thứ nhất. Thứ hai là lợn ho thì chị dùng cái bromhexin nhá. Bromhexin mà trong trường hợp này nè, nó có 2 dạng, dạng là trộn và thức ăn cho uống, nhưng đối với lợn này, trong trường hợp này là chị phải là tiêm thì nó có tác dụng tốt hơn. Thì đấy là cái thứ hai là để giảm ho. Và thứ ba là dùng kháng sinh để điều trị bệnh bội nhiễm, mà phải dùng cái kháng sinh có hoạt phổ rộng. Thì kháng sinh có hoạt phổ rộng hiện nay có tác dụng rất là tốt và ít bị vi khuẩn kháng thuốc. Thì chị dùng phối hợp như thế này: buổi sáng chị dùng Amoxicillin LA, nếu không có Amoxicillin LA thì dùng Gentamoxicillin LA chị tiêm cho lợn. Thế còn buổi chiều thì chị dùng những chế phẩm có Ceftifur, ví dụ như là Cef 5.0 hoặc là Cef Kết 7510 hoặc là BioCef hoặc là Cefti 1000. Nhưng nếu chị không nhớ thì chị chỉ cần nhớ là những chế phẩm có Ceftifur ra cửa hàng người ta sẽ bán cho. Thì buổi chiều tiêm cái chế phẩm có Ceftifur liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và đồng thời đấy là chị pha này gluco KC thảo dược với vitamin tổng hợp và vitamin A, D, E với giảm sốt. Thì cái thuốc này chị pha với nước sạch cho lợn uống tự do. Với cái phác đồ trên là chị tác động điều trị từ 5 đến 7 ngày. Chị nhớ nhé. Và một vấn đề hết sức lưu ý hiện nay là cái dịch tai xanh cũng như là dịch tả lợn châu Phi
và cả cái lở mồm long móng vân vân đang xảy ra trên đàn lợn. Vì vậy mà trong quá trình chăn nuôi chị cần phải lưu ý, cũng như bà con cần phải lưu ý đối với những cái bệnh này. Vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Phạm Ngọc Thạch với những tư vấn vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Hy vọng là khán giả đã lắng nghe rất rõ những tư vấn này của chuyên gia. Và để có thể theo dõi lại những tư vấn này một lần nữa thì khán giả có thể theo dõi chương trình vào khung giờ 20 giờ đến 21 giờ cùng ngày hôm nay.